hai cái nữa cho cô chú anh chị chào biết đây. Đó. Quá hay luôn cái gì. Trời ơi. Đây đây chị chim sâu đi chợ nha quý vị. Rồi. Chào chào cô chú cái đi chị chim sâu. Chào cô chú đi. Ừ. Mình phải vui vẻ rồi lên coi. Hết rồi. Chưa hết, tới tối mới hết. Dạ. Phản độ ơi. Cái này tao hỏi thăm thôi nghe. Tao hỏi thăm chơi. Ta không có về đâu. Hỏi thăm ấy. Người ta coi trên mạng rồi mới thấy là hỏi thăm. Với tôi chưa dây đọc mà với tôi. Chim sâu chào khán giả, chim sâu ơi, chào khán giả thôi. Ngủ rồi. Dạ thì thăm chúc với mấy anh em. Bữa nay thì cũng có lại Châu Thành, chỗ chợ Châu Thành thì cũng quay đi vòng vòng cái chợ tham quan cho cô chú anh chị để xem. Lên xuống quạng thôi. Đi vô chợ chỗ dép khu vực nào? Khu vực nào bán dép? Đây à, đây. Đây vô khu vực này. Vô không vô đó mua dép, dép trước, vô hàng nhảy đó mua dép trước. Lấy cho một cái đôi dép cho chị chim sâu ra dép thường thôi. Bỏ này đi, bỏ này đi. 36 ạ, 36 ạ. 36. À, ông này bà kia chiếc dép. Sao lấy một chiếc ạ? Đủ chưa? Đâu xài có chiếc anh ơi, mua hai thứ hai. Ok men. Rồi đủ chưa? Nhiêu anh? 35. Em trả tiền nè. 30 cho giá 30. 30 là bà ở đây bà trả đó. Đừng bắt nhạc anh. Ôi trời ơi kìa. Có tờ luôn kìa, giàu vậy mà hút máu dữ trời. Rồi thôi chào cái anh bán dép đi. Phải, bỏ đi. Không. Đi nè mà. Rồi con dép đó đi nè mua cho. Có nhà có mà. Ở nhà có thì dép là mang đổi gì luôn. Nhà vậy là có. Rồi bây giờ mình lội vòng qua bên kia đi. Ha chị đại bàng. Này để bàn luôn chứ không còn chim sâu nữa. Đi đi đường này đi chị đại bàn ơi. Đi vòng ngoài đó đi hay ngoài đó hả? Đi vòng ngoài kia đi. Vòng ngoài đó đi. Bà này bá đẹp gái. Chào cô chú anh chị chợ Châu Thành nghe. Bỏ điếu thuốc đi ông chồng ơi. Nó hụt có mùi luôn cái mặt không à. Luôn cái mặt không à. Này nay đi tham quan chợ nha quý vị. Bữa nay chị chim sâu qua bên chợ Châu Thành để đi vòng vòng cái khu vực này cho mọi người được biết à. Quay chợ. Gì vậy? Gì vậy? Hả? Gì vậy? Bầu mà. Dạ. Có bầu rồi nè. Bữa nay YouTuber nhiều lắm nha cả nhà. Bầu rồi nè. Mua gì không kìa? Không. Có ngàn tao không có. Đi đường nào đó anh thầy chỉ đi anh thầy. Mua gì? Mua trái cây vậy không? Hả? Mua trái cây mua giải mua gì không? Khô hả? Quen không? Quen không? Khô hả? Khô luôn. Mua mấy con? Cái này bán ký nhiêu vậy? Ôi trời ơi, mấy ai đi đây cũng hả? Quen à. Quen quá. Cô mua gì kìa?
Không ăn bếp mà. Thôi đi tham quan đi. Dạ. Trực tiếp luôn đó. Mua đi, mua đi. Anh lựa ơi. Anh lựa đây. Lựa có coi đi, cái bảo đó coi mua đi. Trận này không có chân á. Không. Không em mua chứ. Không có ướt, khô máy vậy đó. Nhạt à. Không có ướt, ướt rồi ướt. Không có ướt. Chơi con đã ướt. Cái gì không có nắng rồi. Ở Đồng Tháp. Ở bên Hồng Ngự. Bên con gì? Bên Long Xuyên nè. Anh lại nha, lại nha. Anh chị nào mà đi chợ Châu Thành á thì nhớ đi ngang cái chợ này cặp về dãy trái cây á là có một dãy khô. Dữ lắm nha. Năm chục trả đi còn mấy chục ngàn cũng đi lấy nữa chè. Cô này mà cầm mà bóc khô ông chồng hung nữa chắc vui lắm hả ta. Ông chồng cũng kìa, ông chồng kìa đó mới lựa khô có tay gì đó ôm chồng hung cái coi đó. Trời ơi chơi với mình khá lắm cơ bậy quá. Tôi thấy ổng hết thương bà hết thương ổng gì đâu mà không hung ổng gì chân này nha. Bọc qua bên kia luôn kìa. Qua kia kìa, bên kia kìa. Đó kìa chồng ơi. Chạy ăn lắm. À, làm đau quá à. Ừ. Qua chút nữa. Chút nữa. Chút nữa. Mua gì nữa không? Rồi. Rồi. Chào. Chào quá. Chào. Bữa nay chị chim sâu đi chợ nha. Con con. Ai? Mua cái gì? Con con. Gì? Chim cao bự á. Con con. Chút cái gì nhà mua. Kìa kìa vô kìa đụng kìa. Chạy đi. Mua gì? Kêu cao. Chưa biết hả? Đội hình này ít lắm. Cái chào cái gì kìa. Đội hình mười mấy nữa. Cao tu mà gì? Thôi. Mua này nữa hả? Không có tiền nha. Có hả? Cái thầy. Ừ, có tiền luôn á. Vậy chim sâu mua vậy. Trời ơi, trời ơi. Được đi, coi gì đó, coi mua đi. Mua chỉ hai cây chị chim sâu. À, biết đâu hỏi tao coi bác cho nhiều. Chị có lọc hang nước chim sâu, chị trả giá quá vậy. Bán hả? Bán vàng hả chị? Bữa nay chị nhìn sâu đó ngày bán vàng hả chị? Tấm lắc bao nhiêu chị? Lựa chiếc nào chị? Dạ. Còn chiếc nào? Chiếc nào cũng đẹp hơn hả chị? Có. Ủa, đợi hại luôn. À, biết đâu? Có rồi thì mua khác. Mua gì coi cái nào được được đó mua đi. Mua mốt tiền à cha. Anh biết. Có mua này cộng cái gì cái đó cái kiền hả? Kiền kiền cổ. Đây cũng một chỗ bán ba cái vàng ở chợ Châu Thành này, góc ở chợ cũng cái chú anh chị ơi thì hôm nay có ghé đây để cho chị tôi có tham quan là để nghiên cứu cho cái nào. Lựa chị lựa gì á chị đại? Chị lựa gì hả? Dây chuyền hả? Chuyền nào lựa đi, chiếc lắc đó. Bộ vòng không, không ấy nè, có mấy chuỗi nè chị. Này chị đại chuyền sâu lựa dây chuyền hay xuống vậy? Quá vàng luôn. Chuyền chạy xuống chạy cá. Ôi ôi. Luôn. Mua cho ổng ha cho chị. Vô chợ chưa? Chị hả? Chị có vàng à chị mua nữa ta.
Ừ. Ờ ừ, thợ cá nè. CPN đồ dưỡng dần của dòng CPN luôn kìa. Đẹp đó, đeo đi. Vô, hỏi ra nhiều. Ông xã nó đẹp quá. Giá thị trường gõ lên mạng ơi, ơi giờ chỉ nhiêu? Bao nhiêu? Coi vàng uống số 9 18 chỉ nhiêu? 180. Bây giờ chị thích cái gì? Trời cho giá. 100.000 hết chết luôn rồi. Chị thích cộng đó gì em tặng cộng đó cho. Quen không chị, quen kìa. Ở đây vòng vòng đây nè. Chị này mới đề đây, bả bên học ngữ á. Phân văn quà hả chị chim xong. Hỏi chị coi, bả bớt được không? Không. Không bớt mình đi. Đi. Đi ngồi đó hỏi hoài chị coi. Cái con nhỏ thì bớt cho 10.000 đi. Không, hồi nãy đầu tiên ta cầm đó, đọc cái đó giữ lên đó. Bút cho pin luôn đó. À, chăm mốt. Đó không nghe cỡ lắm đó. Đất đâu có đó về mình cặp vàng thêm nữa không có đất đâu. Cặp chừng khoảng 5 chỉ nữa không có đất đâu. Thôi vậy thôi vậy đi đi chứ rồi đâu rồi ta bán không được rồi người ta gược bây giờ. Đây chợ Châu Thành mua vàng vàng xài ở ngoài đây quý chị. Trời cho giá. Rồi không có. Trời ơi. Thôi mua. Em vô xe mấy anh em ơi. Mua gì nữa? Mua gì? Mua gì? Mua gì? Mua gì? Hả? Mua gì? Đi nữa hả? Đi chậm qua đường nào thối rồi tại cứ đi đường nào. À, biết chưa sâu nữa kìa. Quen mà. Đây chị đó biết kìa. Cao. Bữa nay đi chợ ở đây luôn tè. Phản độ ơi. Ê, cái này tao hỏi thăm thôi nghe. Tao hỏi thăm chơi vậy. Không có về đâu. Tao hỏi thăm ấy. Người ta coi trên mạng rồi mới thấy tao hỏi thăm. Về tôi chưa về đọc mà về tôi. Ơi, không ai về chậm nha, có chị nào hỏi đâu kìa? Mua về trao hả? Để trao anh con. Trao là đây rồi, mua trao. À, rồi ơi, mua trao rồi. Đi đâu? Đâu có trao gì đó mua đi. Mua tàu hủ kìa. Ăn chào. Ai ai cái này đỏ không? Gì? Sao mua không? Mua rồi đi. Không vậy? Không chào mà. Trời bay. Nó cái gì? Mua gì? Cao. Cao. Từ từ chút chậm chậm chút qua lên tới nè. Đợi chút đi, cứ từ đi. Đợi chút đi. Tới rồi, tới rồi, tới rồi. Em lại bà hỏi đi, hỏi kìa, hỏi thăm đi. Hỏi đi. Hỏi ơi, hỏi chưa? Chị này hỏi chị ở đâu kìa, bà hỏi chị đâu kìa. Kìa hỏi thăm kìa, bà hỏi thăm kìa, trả lời đi. Nghe kìa, qua đi chị. Hỏi thăm kìa. Ở đâu nè? Bà hỏi thăm kìa, ở đâu kìa. Ở đâu, chị fan này, fan này hỏi ở đâu. Đồ Bình Liên, Đồ Bình Liên. Ờ, Đồ Bình Liên phòng ngữ. Ở phòng ngữ. Đây là fan em thử, buổi sau ha. Rồi, tiếp tới là được ghi đã. Bậy chàng ơi. Nó cơ. Ôi, nó cơ. Sao tao vậy?
Có mùi gì? Cà thu không thương. Sao ngoài? Giờ đi tới đâu cũng gặp hết á. Đâu gặp tới chút sâu hết trơn á. Một trà con. Đó, mua sao gì lại ghé đó vua. Nó trà đỏ kìa. Trà đỏ kìa. Trà đỏ nè. Ủa, ông có ăn khoái ăn trâu sao mua trâu rồi vậy? Trâu đủ. Trâu à. Ừ, khoái ăn lắm ha, mua trâu rồi vậy? Không. Đi qua đi chị. Tại đây là mua trâu đó quý vị. Đây nè. 22 ngàn. Rồi. Nó đó. Thôi bút 22 ngàn chở chúng ta đi. Có tiền để túi hoài. Trả tiền tay chúng ta về đưa lại. Không. Trả tiền ta đi. Đây đây em trả cho. Em chị. Dạ. Quay sáu rồi. Dạ thì Thanh Trúc gửi cho chị 200 nha. Rồi ha. Tiền này tiền cá nhân của Thanh Trúc nha. Gửi cho chị 200 để chị mua cái gì chị mua ha. Cầm tay đi. Rồi chị muốn có mua gì nữa không? Chị có mua gì nữa không? Có vậy không chị? Anh biết rồi, muốn mua thì mua đi. Có tiền rồi đó. Anh biết mua ăn rồi mua đi. Mua rồi mua. Mua mới ăn, không mua rồi ăn. Ừ. Mua rồi ăn. Xúc xích. Xúc xích. Rồi. Đi đủ không nghe? À, cặp cổ tình tứ quá kìa. Hùng ổng cháy cho mọi người được biết cái chợ Châu Thành này coi. Vô. Đó hôm nay là vô chợ thịt của chợ Châu Thành á. Bây giờ hai vợ chồng và giao lưu lại cái nữa cho và giao lưu lại cái nữa cho cô chú anh chị chợ biết coi. Đó. Quá hay luôn cái gì. Đây đây chị chim sâu đi chợ nha quý vị. Rồi. Chào cô chú cái đi chị chim sâu. Chào cô chú đi. Ừ. Mình phải vui vẻ rồi lên coi. Húp à. Chưa húp, tới tối mới húp. Dạ. Dạ. Chưa. Dạ. Đi vòng cái chợ Châu Thành này nha cô chú. Mua gì nữa? Hả? Mua gì? Vô xe vô xe vô. Mua gì? Bà khía bà gì kìa. Mua gì? Cốt. Bây giờ mình vòng ra đường kia hay sao? Đường nào bên đó hả? Đảo lại đây nè chị. Đi cũng được vậy. Không, cái này khu vực của ông. Cô kia cô nhìn, cô bán hến cô nhìn kìa. Cô bán hến nhìn kìa. Mua gì? Dạ. Mua gì? Chị muốn lựa gì? Dịch hay chính túc? Hết tiền rồi. Hết tiền rồi. Trời đi đường nào? Đi nào thầy ơi? Thẳng đi. Trái hả phải? Phải không ơi? Thẳng luôn hay gì? Thầy đó là tại. Đi đâu chỉ ngay kìa. Ngay ra tới chỗ này là bán bị bán quần áo rồi dép
Ông quay mà. Hello. Đây đi tham quan khu vực quần áo nè chị chim sâu. Nhậu ca. Kẹp cùng đâu kìa, nhóc trơn kìa, lựa đi. Ủa gì đó mua đi. Ừ. Nó sơn rồi đó. Đúng rồi. Đó, sơn rồi đó. Mua về. Thôi. Tiếp vô. Hốt dạ yêu quá. Yêu cây cho cô chú coi cây. Quéo cây cây. Quéo. Lâu quá bên thành phố Hồng Ngự bữa nay ta qua huyện Châu Thành nè, chợ này để giao lưu đi vòng vòng chợ cho biết. Phật cầu. Quéo. Dữ lắm nghe quý anh chị. Có quay chợ rồi. Quay chợ rồi. Mình đi ra lộ đi. Dạ. Chị chim sâu đó. Dạ. Quý vị. Rồi ai ai đại bàng thì đi chim én sao à. Đại bàng đi trước đó. Chim én rồi cái đi sao này nha. Phải không? Gì phải hết trời. Dạ đau. Không phải. Không phải thử. Ai khóc rồi. Làm gì khóc. Nhớ mày á khóc. Nhớ gì cơn bên này còn nhớ đi. Cơn bên còn nhớ luôn. Ai cắn mỏ này già nhà đâu về nè thôi cắn cục mỏ luôn. Thôi cắn cục mỏ. Bà cũng thương lắm, bà cũng cho vô nhà ngồi để mà cho nhà ngồi đó, tại nhà tôi đó. Đó bà chị rất là tốt luôn. Giá mổ quà. Chị ơi, chị chim sâu bây giờ mình nói chuyện đi cái khu vực ăn cháo lưỡi để chút xíu hoa tính tiếp. Chưa, từ từ chị ơi. Từ từ, từ. Bây giờ đang hỏi thăm nè. Ta hỏi thăm kìa. Hỏi thăm gì kìa? Chị gái ơi, cho em hỏi. Cắn cắn. Chị thấy đó. Chim sâu nè. Quý ông chồng nè. À, chị suy nghĩ ông chồng này mà ai cũng nói cho là đẹp trai, chị nhận xét sao? Nói đẹp, chị đẹp. Thấy cũng đẹp trai, chị là cũng đẹp gái luôn. Nói cho. Trời ơi, giả mặt hoài. Ghen tôi ghen cũng với một cái ngồi tôi bị đánh tôi đấy. Thôi tao hỏi kìa, trả lời kìa, ta kìa, sao ăn cắn hoài. Ngủ hay gì vậy chị? Chim sâu buồn ngủ hả chim sâu? Có buồn ngủ không? Rồi chị từ bên Hồng Ngự á, chị qua đi giao lưu cái chợ Châu Thành này nè. Rồi chị thấy kìa, ta hỏi trả lời kìa. Bán đồ nè chị chim sâu. Chợ là bán đồ đẹp nhiều đồ không? Bằng bên bển không? Không hả? Chim sâu. Đẹp hơn. Chim sâu. Hơn hả? Lý do gì hồi nãy không chưa mua cộng dây chuyền đeo? Mua vàng đeo đi, tại vàng Châu Thành này đẹp. Không bèn. Vàng Châu Thành đẹp. Không có tiền. Các bạn nuôi còng nó. Nuôi còng nữa hả? Mới thì chị thấy hả, cò xanh bên mông. Có tiền cho mượn 200. Không có, chị có nó 3 cây em đó. Cho chị mượn đi. Trời, hỏi trả lời kìa. Hung cái mổ bà, cắn cái mổ bà.
không đi rồi đó, biết biết chưa biết đó. Đó. Tình thương mới thương mà. Rồi hết mệt cho chim sâu đó, thấy chưa, hết mệt rồi. Cắn không chim sâu ơi. Đi chợ cho Thành nãy giờ thấy vui không? Vui à, vui à. Bán đồ thấy im không? Ghẹ im không? Im á. Nói chung với chị sao? Thì bà con ở Châu Thành này bán đồ rất là êm và rất là thương chị chim sâu với anh. Là hai chồng anh chị được quan tâm, cô chú anh chị ở chợ Thành này quan tâm lắm đó nha. Khất ra trời, theo hoài 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 ngồi cháy cái máy hết trơn bây giờ á. Nó cháy cắn bây giờ đó. Tập trung để mấy anh em hỏi về cái chợ Châu Thành nè. Là theo chị nhận xét á, chợ Châu Thành này là bán đồ nhiều và vui không? Vui à, đẹp nữa. Đẹp nữa. Có muốn đi nữa không? Thôi. Mệt hay sao? Mệt hay sao? Mệt rồi. Mệt lại nghĩ mệt tí đi nữa hay sao? Bây giờ chút xíu nữa mình có chương trình là mình lên trên kia mình làm một cái live show vui vui ha. Có đậu má mày biết mà. Đang quay. Răng chữ nữa ha. Qua khu đô thị mình làm một clip vui nha. Tại sao? Nói là sao không? Trời, nói chuyện kìa. Chị ghen hả? Ông điện cho ai vậy? Bồ nhí gái. Trời ơi, anh em ơi, hồi nãy có bà chị kia bái theo hoài sau lưng á. Bà nói là bà này buông ra là bà bay vô liền. Chim sâu. Đừng có cắn. À, bà cưng nói này nè. Bà hốt liền. Đúng rồi, nó chậm quá. Nãy ngồi sau nó nhớ không? Đi theo sau lưng kia. Hỏi đi. Thiệt. Không quan tâm. Chị không quan tâm là người ta lại, chị không có nói nha. Không quan tâm là em không thương ông xã đúng không? Không thương ổng hay gì trời? Ừ luôn hả? Ừ luôn rồi. Không. Tự nhiên bỏ sao bỏ chị? Sao bỏ? Bỏ mày không? Sao bỏ? Anh. Sao bỏ không á? Anh bỏ. Chị mà bỏ là người khác không biết. Không biết không nợ. Không còn duyên nợ đúng không? Nó sẽ sống tới bây giờ hả? Bây giờ không trả cho cô đi. Trả quà rồi. Thôi được rồi. Trả quà luôn, trả này cho. Chia tay lấy nữa rồi. Chia tay không được quà. Có hai cái đồng hồ lột miết luôn. Chia tay không được quà. Thôi được rồi, giỡn. Vui vẻ không quạo nghe. Vui vẻ không quạo nghe. Chị nói buồn kìa. Chim sâu có buồn không? Không buộc nữa. Nữa hả? Cháo này cháo lưỡi nha quý vị. Đây là có cửa hàng bán cháo lưỡi. Thì nói chung nữa hả? Ở ngoài luôn á. Ở ngoài nhìn vô á thì nói hai vợ chồng này trời ơi kìa. Yeah. Ta nói là ăn cháo lưỡi. Hương tại vì chị hương đi hương gì đó. Hương ổng giữ chữ không nữa. Hoài luôn nữa, có lý. Quá hài hốt. Biết luôn. Đập bản quyền thấy bà. Được rồi, tao nói chuyện kìa, tao hỏi kìa, nói chuyện đi. Hỏi đi. Cái này. Ok. Đâu bán. Rồi đi. Rồi. 1 2 3. Ịt. Dạ em chào ông thầy nha. Trời ơi. Thái độ gì là em thấy này nó lạ nè. Tôi bắt tay anh mà anh chụp bắt cái mày miệng con voi. Không mà em nói em tưởng đâu là cái này cái tay. Mà cái này là như cái mỏ không vậy? Chơi ông đổi gió làm gì kỳ vậy cha? Ký hiệu đó bây giờ. Rồi anh mua cái quần này ở đâu? Cái này là cái chen giờ ký chen hiệu à. Tưởng đâu anh chỉ cho mấy anh em mua coi chứ lạ quá. Này là lúc mà em hỏi thiệt anh nghe. Mà có khi nào mà người ta có bắt giống em không? Mới lần đầu á. Có lần đầu không? Tại vì có gì em xin lỗi anh nha. Em xin lỗi anh em bớt rồi. Trời ơi nữa trời sao mà bắt tay gì nè. Rồi thôi bắt tay. Rồi em có nghe nói á, ông thầy vé số nè là có cái trò là cái người ta đang khổ á, không tiền á mà thò vô móc ra có tiền á là cái đó có không? Em nghe người ta nói á. Có không? Có chứ đây nè, tiền tôi để sẵn đây nè. Bây giờ anh cho em coi cái vợt trước đi. Vô trộn lộn được coi. Ừ. Chưa. Đây, vô. Thấy không? Cái vợt này là cái vợt ma thực nha hả? Cái vợt này là cái vợt thần kỳ. Cho em mỗi cái. Không có cái kéo găng tay ra luôn cho ông coi nè, đỡ mất công ông thắc mắc. Kéo găng tay ra luôn. Coi ông nội phải không thôi. Phải. Có không? Không, thấy mặt ông không à. Kéo lại đi. Rồi bây giờ sao? Làm sao? Bây giờ bỏ tiền sao? Bây giờ
bỏ vô lặng tờ tờ đi bao nhiêu rồi anh đếm rồi cho khán giả người ta coi đúng không? Bây giờ em bỏ đúng không? Mà tôi nói trước nghe, cái này là tôi cho bắt một lần thôi duy nhất nghe, mà mà bắt là bắt là hên xui, được bao nhiêu lấy bao nhiêu, có đủ trả tiền cà phê không? Hên xui bắt vô lấy rồi bắt đầu bỏ. Bây giờ anh bắt thử, anh bắt thiệt, bắt thử trước đi. Tết cái này đó. Cái này đâu phải tiền tôi đâu mà tôi ngu gì mà không thử, có thiệt cũng được nữa, thiệt đi, thiệt luôn á. Ừ rồi bỏ vô, mà tôi nói là anh bỏ đi. 500 nè cả nhà, 500, 50 nha, 50, 50 nữa nè, 50, đảo ngược lại nào quý vị, 10 ngàn, 10 ngàn này với 20 là nó có chỉ có hai cơ hội thôi nha, mà anh bắt xui là anh bắt trúng cái 10 ngàn với 20 nha, 20, 200, hết. Nhưng mà tôi nói nghe anh chỉ bắt được một tờ thôi, anh thò tờ anh bóc ra anh lấy một tờ, anh không rút được hai tờ là anh mất quyền nha. Ok ok luôn, bây giờ là trước khi có niệm thần chú gì không? Bây giờ trước khi anh kiểm tra lại cái đi, anh chụp hết chân lên kiểm tra lại cái đi. Có. Này, anh chết. Nếu mà anh xui là anh bóc nhiêu là gắn lấy nhiêu nha. Ừ, cậy mẹ tôi muốn bắt nhiêu tôi bóc rồi tôi dính tấm thôi. Rồi. Bây giờ trước mắt thì anh để tờ anh ấm ba la đi. Là sao? Anh ấm ba la cà na xí mụi băng lăng tăng gì đó. Là để hai tay không? Rồi ha. Ấm ba la cà la xí mụi. Ấm lăng tăng, ấm lăng tăng. Ấm lăng tăng hả? Vậy nó mới ra. Ấm ba la cà la lăng tăng lăng tăng. Rồi chưa? Rồi. Thò tay từ từ, con gắn chổng ơi, có gắn anh ơi, từ từ một tờ, con gắn chổng có gắn anh không có sao nha. Anh là người hên xui. 20 nghe quý vị. Trời ơi, anh này là người anh là người xui nhất, một đống tiền như gì mà anh bóc tấm 20. Quá trời xui rồi. Nhiều đây chắc không đủ trả tiền nước đâu. Vậy anh bỏ vô anh bóc lại. Bỏ lại. Rồi. Dừng đi. Dạ. Rồi. Cái này là tôi nói thật với anh em á là làm cho vui nha, chứ không có tính chất gì hết nha, làm cho vui, tại mình làm bên kinh hài của mình thì mình làm cho cô chú anh chị coi vui thôi chứ không có mục đích gì khác nha. Anh em có vô bình luận cứ bình luận là làm cho vui nha. Chứ không có gì nha. Thì anh chị cô chú ơi, clip này chỉ mang tính chất giải trí thôi chứ ngoài ra là không có cái gì mà để nói chung là không có thiệt, toàn là nói chung là chỉ một cái là xui, anh xui. Cái túi này là cái túi ma thật thôi. Anh xui, anh bóc cái hai chục chứ đây với. Bây giờ nói xạo quậy quất quất cái nữa nè. Quất cái nữa đây. Có coi vậy không? Ấm ba la cà na xí mũi rồi. Ấm ba la cà na xí mũi. Rồi. Rồi bóc đi. Bóc thử nha. Tắm phải không? Tôi trộn lên nè. Sao nhiều quá, tiền dữ lắm luôn. Ôi 500 nè quý vị. Ôi giời, bữa nay lỗ luôn rồi. Ôi. Ê. Em nay lỗ luôn rồi. Rồi giờ làm sao? Nó chơi chứ thôi, chỉ là thôi tôi trả lại nghe ông thầy tiền của ông. Hên. Hên ông này ông bóc ghê quá. Kết thúc cô chú anh chị đi. Rồi. Kết thúc cô chú anh chị ha. Video này mang tính chất giải trí thôi, giải trí vui thôi nha. Mà quan trọng nhất là cô chú anh chị có gặp cái quần mất này cái mua bạn em đó nha. Rồi. Cùng lên thầy số có lên khu dân cư của thị trấn Châu, Châu Thành An Giang là để mà cái gì vậy? Đừng có bóp, đi qua bên kia đi chút xíu tới. À, có ghé cái quán cà phê là Hưng Thịnh ở khu cư Châu Thành An Giang để mà biểu diễn một hai trò chơi. Hôm nay cũng có góp mặt của chị Chim Sâu. Chị Chim Sâu bên đây ở quên Châu Thành này để mà giao lưu với ông thầy số. Thì ông thầy số hôm nay cũng có một hai cái món quà để mà cho chị Chim Sâu đem về bên nhà bên chơi, là qua đây cho chị bóc tiền để mà chị xách về bên Đồng Tháp là xứ người. Đó. Thì hôm nay ông thầy số có lẽ là làm cho vui thôi nha. Cái clip này thì bữa nay cho cũng là hỗ trợ cho chị luôn. Hỗ trợ cho chị, được bao nhiêu là chị nhận bao nhiêu ha. Thì cô chú chị ơi, đây là chị Chim Sâu. Đó, ra đây coi, đó. Bắt tay coi. Ê. Ê. Chết tôi nghe. Ô, khèo ơi, không bóp chỗ nào, bóp chỗ nào, bóp chỗ nào. Anh với Chim Sâu đứng ngang gì đâu, đứng hai người. Rồi. Đứng đôi vậy không thấy rồi. Rồi. Đứng đi. Đây, bây giờ nè. Bây giờ hình thức cái trò chơi là nó làm gì ha? Bây giờ tiền trong này á thì bây giờ trước mắt á thì giờ tôi sẽ khui này ra. Tôi sẽ cho chị coi nó cặn kẽ. Đó, thấy không? Cặn kẽ ha. Rồi chưa. Thấy không? Rồi. Chưa, từ từ. Bây giờ chị đếm vô từ từ. Không đếm đâu. Không đếm sao biết, khán giả tôi sao biết. Rồi chị cầm chị bỏ vô từ từ đi. Bỏ tấm nào nói nhiêu, tấm nói nhiêu. 200. Rồi từ từ rồi bỏ vô, 200 nhét vô. 500. Từ từ, rồi cho ta coi. 500. Ừ. 100 ngàn. Rồi. 200. Ừ. Đó tấm nào để đâu rồi chút lấy ngay. Thế bà,
200. Ừ. 50. 1000. Thì chưa, từ từ. Bây giờ nè, ví dụ như mà chị bóc trong đây được không? Chị... còn rất là lâu. Trời ơi. Bây giờ nè, tôi nói cho nghe nè, cái này là chị bóc là phần tôi hỗ trợ cho chị hai lần thôi. Rồi hai lần thôi, nhưng mà hỗ trợ chị là chị bóc được bao nhiêu là chị nhận bao nhiêu. Đúng. Là cái do là cái này là cũng như là nói chung ra là hên xui đó. Chị bóc được 500, 200, 100 là em cho chị được hỗ trợ chị đó. Ok không? Hai lần á. Ok không? Hai lần. Ok không? Ok. Rồi. Nhưng mà nó nghe là chị bóc ra chỉ được một tờ thôi nghe. Nếu mà chị bóc hai tờ là cái này chị mắc quyền sử dụng cái đó là bỏ đó nghe, nó trước. Ví dụ không, bây giờ chị bóc thử ra một tờ thôi, bóc thử ra nghe, bóc thử ra một tờ thôi rồi mới áp dụng mới biết được thử ra. Móc thử một tờ thôi. Rồi móc vậy nha. Là ví dụ như chị bóc là một cái một vậy. Bao nhảy rồi đó, không? Chưa phấm ba la nữa. Phấm ba la. Từ từ rồi. Bây giờ cho chị coi lại nha, bỏ lại nha. Nè đây. Rồi bỏ lại nha. Chưa bỏ lại. Bỏ vô lại đi. Rồi nhớ kỹ nha. 50. Rồi. 500. Rồi. 1000. Rồi. 1000. Rồi ok, rồi xong em. 200. Rồi. 200. Rồi. 50. Rồi. 200. Rồi chị bốc được nhiêu, chị nhận nhiêu rồi, từ chưa? Rồi bây giờ nè, bắt đầu tôi lắc, bắt đầu rồi. Ấm ba la, cà nai xíu mọi rồi, chị để tay lên, đặt tay lên. Chị nói ấm ba la đi, quay mặt ở đây nè. Ấm ba la, nói ba lần, ấm ba la. Ấm ba la, ấm ba la. Cum. Lớn lên, cum. Rồi từ thò tay bóc một lần trước. Từ thôi nghe, rồi một tấm màu bằng nghe. Một tấm màu bằng nghe. Trời ơi, một đống tiền mà chị bắt con tấm với 10.000. Thì mình mà nói, ôi chị Chim Sâu ơi, nhóc cái chân mà chị bắt. Không, chị nhận cái này, chị bắt mà chị nhận. Một đống tiền mà chị Chim Sâu chỉ bắt được có 10.000. Còn lượt nữa không, một đống tiền. Bóp thì càng mới lấy hơn được, bóp không có lấy hơn. Con đắng nó bóp. Đúng rồi, bóp thì càng. Con đắng. Trời ơi. Thì chỉ bóc được một lần rồi đó quý vị. Còn lần nữa có không? Rồi bây giờ có ai để tôi, có ai có tấm giấy 10.000 không? Cho tấm giấy 10.000 tại tôi bỏ vô cái ăn bỏ vô bắt lại tại nó đủ. Đây bỏ vô lại. Không có. Cho mượn em có. Mượn nha. Đây là tôi bỏ vô lại cái 10.000 này nha, rồi cho chỉ sẽ bóc lại để mà cho nó đủ cái quy cách của cái trò chơi. Thì nó y gan gì đó. Thì bây giờ coi cho chỉ bóc hồi nãy rồi, giờ mình kiểm tra lại để mất công. Kiểm tra lại chưa kiểm tra lại đi. Để vậy luôn. Kiểm tra lại cái đây, bóc bỏ vô cái nữa đi, kiểm tra lại chị bóc còn chị được nguyện lần nữa đó. Bỏ vô lại từ từ. Bây giờ nhớ tấm nào chỗ nào. 200. 200. Lần thứ hai, nói lần thứ hai nghe. 50. 3. Cảm ơn 1000. Rồi bỏ vô. 1000. Rồi. 500. Rồi. Nhớ chưa? Nhớ cái 8-500 rồi bỏ. 50, 200 rồi. Nhớ chưa? Rồi cái lần này là cho tôi hỗ trợ chỉ đi một lần nữa nghe cô chú anh chị. Tại vì chỉ hồi nãy có 1 tấm với 10.000 mà là chỉ bóc ngay 1 tấm với 10.000 luôn. Tại vì? Thì bây giờ thì... Đó nhảy cái lần này là mấy. Nhớ nha. Nữa hả? Đừng quên bóp vô như vậy rồi. Bây giờ nè, là lần này là lần thứ hai của chị là hết. Ha. Là tôi hỗ trợ chị. Thì chị bóc được bao nhiêu là để chị lấy bao nhiêu? Nhận thôi, phải trả 1.000. Đúng rồi nha. Đây, y ra vậy nha, rồi bây giờ tôi bỏ lại nha, rồi quý vị. Đây, rồi, up lên, up tay lên. Không dạng nha. Không cực dạng cái tràn rồi. Rồi chưa. Lại kiểm tra nè, là bây giờ dòm đi, kiểm tra cái dòm đi, dòm trước đi, bóc sao chưa? Rồi. Rồi giờ chị ấm ba la đây, để tay lên. Cum, úp tay lên, hai tay. Cum. Rồi chị nói là tôi bắt thêm một lần nữa là hết, nói đi. Để tay lên, úp tay lên. Tôi bắt một lần nữa là hết. Cảm ơn người hết. Rồi, từ từ, bóc từ thôi, hò tay vô. Từ, một tờ thôi nha, hai tờ là quỷ đó nha. Tờ thôi. Trời ơi, thôi. Không được rồi, chị cứ nhận không được rồi. Không được rồi. Trong đây chỉ có một tờ 10.000 thôi mà chỉ bóc sao mà không biết. Cái này thôi tôi không biết nói làm sao. Không đúng không? Không nặng mà. Vậy thôi cô chú ơi, tôi cũng giúp cho Chim Sâu mà Chim Sâu bắt được hai lần mà chỉ ra vậy thôi nha cô chú anh chị. Rồi, chào cô chú anh chị.
đây cũng đưa cho chị coi trước mặt đây nè, chị thấy không, cũng trước khi bắt là cho chị dòm đàng hoàng đúng không? Đúng. Ừ, mà cái này là mượn ngang đúng không? Trời ơi, em thử bắt cái coi. Trời ơi, em tức quá, em bắt thử cái coi. Một lần thôi nghe, bắt rồi thật ra đó rồi. Tắm thôi phải không? Trời ơi, đây sao chị? Mà nãy không mới tắm 500 luôn nè. 500 nó mới lột, 500 đi. Chị không hên. Không, em giờ thử cái nữa đây. Bây giờ, chuyến sau này, bây giờ chị có thể cho người khác thử không? Ủa là cơm. Trời ơi, ôi, bà chị xui quá. Không phải là cảm ơn cô à. Tao hỗ trợ cho những hoàn cảnh như chị Chim Sâu. Ôi, bắn cái mùng ngàn mà. Rất là thương Út Hà, bây giờ Út Hà lên bóc thử cái nữa được không? Bóc thử rồi, bóc thiệt. Bóc thử rồi, bóc thử ra đi. Dạ, bóc thử cưng nha. Thôi, hỏi đi. Bóc thử rồi, bóc thiệt. Bóc thử nha, bóc thử rồi, bóc thiệt. Coi anh đâm bóc bóc. Bóc thử, bóc thử. Rồi, bỏ vô đi. Cho Út Hà bóc lại nữa đi, cho Út Hà bóc lại nữa đi. Thôi giờ tới nó tức rồi. Anh không nói anh. Con hồi nãy giờ Chim Sâu hung không à. Cái này ông chồng hung Chim Sâu mới đúng. Rồi. Chuyện này 500 lần phải hay là rồi. Hay là bây giờ. Thôi bây giờ ông về đi cho cơ hội lại cho ông chồng bắt đi. Đúng rồi, không. Đúng rồi. Bắt rồi. Bắt rồi. Bắt rồi. Bắt rồi. Ai đừng có hàng rồi ngào đi con. Chim Sâu. Để cho chồng bắt đi. Ờ rồi gạo nó bắt rồi. Hai lần rồi. Đứng kế bên ông hộ chồng luôn Chim Sâu ơi. Bây giờ là bốc thiệt hay bốc thử? Bây giờ anh tên gì? Anh Long. Anh Long chồng của chị Chim Sâu. Thì anh Long chồng Chim Sâu thì kiểm tra trước mình bỏ vô từ từ. Thôi. Đó để chờ bắt thôi. Anh tên Long nào đi, cố gắng không thôi. Rồi bỏ vô. 200. Ừ. 50. Rồi. Gì vậy? Gà ngủ rồi. 200. Rồi. Thôi. 20. Rồi. Ờ, đúng rồi. 1000 đi ạ. 100. Mà ngồi lỡ luôn đó. 500. Vậy là chỉ một lần duy nhất này thôi ha. Ừ. Rồi chỉ một lần duy nhất này thôi. Là cũng như lần là ăn ủi nha. Lỡ mà có với 500 là trả lại tôi 50 thôi nha. Còn có chữ. Có con. Mình mà lấy à. Bắt mà nó có 1000 bạc rồi. Tôi xin là có 50 mà không cho nữa đó quý vị ơi. Vậy vòng này là bạc em đó. Vậy đó hả? Vậy là bắt 500 lấy luôn phải không? Không có cho 50 phải không? Ừ. Ông thằng với số ơi, nhớ cho chị được cái 500 với chia 50 không chia không? Không. Đúng không? Rồi ai biết đâu bắt nhiều bắt. Rồi anh để tay lên. Không là. Rồi, 5, rồi 5, anh họ tay anh ơi. Tao nha. 500. Bà ơi, rồi rút ra. 500. Rồi rút cái một tờ nha. Hai vợ chồng này thôi, cái này là do hai vợ chồng rồi. Tại người ta cho hai vợ chồng rồi. Mà bây giờ biết sao giờ này là cũng nói chung là lực bất đồng tâm nha. Tại vì chỉ xong đưa tới chồng chỉ cũng vậy thôi nghe quý vị. Bây giờ để em thử cái nha. Rồi bước vô. Sao hai? Sao nãy giờ là hai chồng á là bắt đầu thôi, là bây giờ để tới em thử coi coi nó dài sao nha. Rồi em động sao cúng ba la cà ra xíu hụi. Rồi mày thò ta bắt luôn đi. Thò thay ớt luôn nè. Nổi trộn lên mới được. Trộn dữ lên mới được. Nhắc 1000 quá à. Mày cũng vậy thôi. Trời ơi. Mày cũng 1000. Vậy thôi. Rồi vậy khép lại video hôm nay đi. Rồi xong. Tăng.